Người dân tham gia đấu giá đất như thế nào? Bước 1 xem thông tin về cuộc đấu giá. Điểm B khoản 1 điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định tổ chức đấu giá phải niêm yết việc đấu giá tài sản ít nhất là trước 15 ngày mở cuộc đấu giá tại các địa điểm sau: tại trụ sở của tổ chức đấu giá, tại nơi tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, tại ủy ban nhân dân xã phường thị trấn. Như vậy, người dân xem kỹ thông tin về cuộc đấu giá đất tại một trong những địa điểm trên. Bước 2, đăng ký tham gia đấu giá. Căn cứ khoản 1 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, người dân đăng ký tham gia đấu giá đất thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá đất hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá cụ thể. Tổ chức đấu giá bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 2 ngày. Do đó, người dân liên hệ với tổ chức đấu giá để mua và nộp hồ sơ. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước, khoản tiền đặt trước do hai bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của quyền sử dụng đất. Gửi tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá mở tại ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp khoản tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng. Bước 3. Tham gia đấu giá. Thủ tục cấp sổ đỏ khi chúng đấu giá. Căn cứ Điều 14 Thông tư Liên tịch số 14-2015. Thủ tục cấp giấy chứng nhận sổ đỏ, sổ hồng đối với đất khi chúng đấu giá như sau. Bước 1. Nộp chứng từ đã nộp đủ tiền chúng đấu giá. Bước 2. Tiếp nhận và giải quyết. Khi nhận được chứng từ nộp đủ tiền chúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất. Bước 3, trao giấy chứng nhận và bàn giao đất trên thực địa. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện những việc sau: chủ trì phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá và ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận, chỉ đạo thực hiện cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính. Cách xác định hạn mức đất ở tính thuế hiện nay, hạn mức đất ở tính thuế hiện nay được thực hiện theo quy định tại điều 6 nghị định 53 2011, cụ thể được chia làm hai trường hợp như sau: trường hợp 1 giao đất ở mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 trở đi, hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế đối với trường hợp được giao đất ở mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 trở đi là hạn mức giao đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất ở mới. Trường hợp 2, đất ở đang sử dụng trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 trường hợp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có quy định về hạn mức giao đất ở hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở trong giấy chứng nhận được xác định theo hạn mức công nhận đất ở thì áp dụng hạn mức công nhận đất ở để làm căn cứ tính thuế trường hợp hạn mức công nhận đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì áp dụng hạn mức giao đất ở hiện hành để làm căn cứ tính thuế trường hợp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định về hạn mức giao đất ở hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở trong giấy chứng nhận được xác định theo hạn mức giao đất thì áp dụng hạn mức giao đất ở để làm căn cứ tính thuế trường hợp hạn mức giao đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì áp dụng hạn mức giao đất ở hiện hành để làm căn cứ tính thuế Trường hợp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận được xác định là diện tích đất ở trong hạn mức. Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận thì không áp dụng hạn mức. Khi người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận thì hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế lưu ý trong trường hợp thay đổi người nộp thuế thì hạn mức đất ở tính thuế là hạn mức giao đất ở hiện hành do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được áp dụng kể từ năm tính thuế tiếp theo trừ trường hợp thay đổi người nộp thuế do nhận thừa kế biếu tặng giữa vợ với chồng cha đẻ mẹ đẻ với con cái cha mẹ mẹ nuôi với con nuôi cha mẹ mẹ chồng với con dâu cha vợ mẹ vợ với con rể ông nội bà nội với cháu nội ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại anh chị em ruột với nhau thì hạn mức đất ở tính thuế được thực hiện theo hạn mức đất ở quy định và áp dụng đối với người chuyển quyền. Không áp dụng hạn mức đất ở đối với đất lấn chiếm và đất sử dụng không đúng mục đích và đất chưa sử dụng theo đúng quy định. Trình tự thủ tục gia hạn sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 6 Điều 44 Nghị định 102 năm 2024 nội dung của quyết định gia hạn sử dụng đất theo mẫu số 04e tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận thì văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp. Trình tự thủ tục xác nhập tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp theo điều 65 Nghị định 102/2024, người sử dụng đất nông nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 điều 172 và khoản 1 điều 174 Luật Đất đai có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp thì thực hiện theo trình tự thủ tục như sau: Người sử dụng đất nộp văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo mẫu số 09 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 102/2024 và giấy chứng nhận đã cấp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại khoản 1 điều 12 nghị định này. Trường hợp người dân nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thì Ủy ban này có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới giấy chứng nhận nếu người sử dụng đất có nhu cầu. Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân. Thời hạn thực hiện thủ tục quy định trên do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không quá 7 ngày làm việc. Tài sản nào không được cấp sổ đỏ theo quy định mới. Theo khoản 2 điều 151 Luật Đất đai năm 2024 quy định về các tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp sau đây tài sản gắn liền với đất mà thừa đất có tài sản đó thuộc trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1 điều này hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nhà ở hoặc công trình xây dựng được xây dựng tạm thời trong thời hạn xây dựng công trình chính hoặc xây dựng tạm thời bằng vật liệu tranh tre nứa lá đất công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý sử dụng vận hành công trình chính. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có các thông báo, quyết định này mà không thực hiện. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng, xây dựng lấn chiếm, mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng Tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại điều 148 và điều 149 của luật này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tài sản thuộc sở hữu của nhà nước trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại điều 148 và điều 149 của luật này. Như vậy, có 6 loại tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ nêu trên